Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng các dịch vụ của Git sau khi mà chúng ta đã cài đặt. Thì do Git đó là chúng ta không có được sử dụng cái giao diện Windows mà chúng ta phải sử dụng thông qua các dòng lệnh. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái ứng dụng trên Windows gọi là PowerShell. Còn với Mac thì chúng ta sẽ sử dụng Terminal. Thì đó là những cái ứng dụng mà của các hệ điều hành hỗ trợ cho chúng ta giao tiếp các ứng dụng thông qua dòng lệnh. Thì để mà chúng ta gọi được cái chương trình PowerShell thì chúng ta sẽ thực hiện các bước sau đây. Thứ nhất, chúng ta click chuột, hoặc là chúng ta nhấn cái phím Windows trên bàn phím, hoặc là chúng ta nhấn chuột vào trong cái phím Windows này. Sau đó chúng ta gõ tên cái ứng dụng tên là PowerShell. Thì đây cũng là cái cách để mà chúng ta tìm những cái ứng dụng đã cài đặt trên hệ điều hành Windows của mình. Và chúng ta thấy rằng ở đây có ứng dụng Windows PowerShell. Cái này chúng ta phân biệt với lại cái Developer PowerShell của Visual Studio. Thì ở đây là cái Visual Studio này là một cái phần mềm mà tôi cài riêng để cho phục vụ cho cái việc lập trình. Còn đây là cái ứng dụng của Windows cho chúng ta tương tác với lại các ứng dụng mà theo dòng lệnh. Thì thực tế bản chất là chúng ta có thể làm được mọi việc như là vào thư mục, tạo thư mục, xóa file, tạo file vân vân, tất cả mọi thứ thông qua dòng lệnh chứ không cần phải là sử dụng, không cần phải có chuột. Thì ở đây á, là cái cách mà mình sẽ thấy được cái hệ điều hành Windows mà những cái năm 90 á nó sẽ làm việc như thế nào. Thì ở đây chúng ta giả sử như là tôi muốn liệt kê xem trong cái thư mục hiện tại, thì ở đây chúng ta thấy thư mục hiện hành của tôi là đăng ph, đúng không, nằm trong thư mục là users và nằm trong thư mục là oc. Thì đó là cái thư mục hiện hành, và con nháy này cho chúng ta đang đợi chúng ta nhập một cái dòng lệnh nào đó để nó thực hiện. Thì ví dụ như một cái dòng lệnh đơn giản là chúng ta sẽ liệt kê các thư mục và file file có trong cái thư mục này, cái hộp có trong cái thư mục hiện hành này. Thì tôi sẽ dùng cái dòng lệnh là dir ha. Rồi thì lúc này nó sẽ liệt kê cho chúng ta thấy là tất cả những cái file và các thư mục, được không, nó được nằm trong cái thư mục hiện tại. Thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng được thông qua việc là chúng ta mở cái trình Windows Explorer lên. Thì ví dụ như đây, chúng ta đang ở OC đây. Rồi thư mục là user, đúng không ạ? Rồi thư mục là đăng ph. Thì chúng ta thấy nè, đây nó có những cái thư mục, dĩ nhiên có những cái thư mục ẩn thì nó sẽ không liệt kê đâu ha. Thì chúng ta thấy là đây nó có liệt kê hết. Đó. Và nó cũng ghi rất là rõ cho chúng ta cái ngày giờ tạo nước, tất cả những cái thông tin mà chúng ta cần. Thì thay vì chúng ta phải sử dụng cái một cái phần mềm gọi là Windows Explorer để tìm các thư mục hay là các file thông qua cái việc là hỗ trợ bằng chuột, đúng không? Nghĩa là cái này người ta gọi là về user interface, nghĩa là cái giao diện hỗ trợ, giao diện đồ họa hay là graphics interface cho for user, là giao diện đồ họa cho người dùng. Thì cái này rất là gần gũi với lại những cái người không chuyên. Nhưng mà khi mà những cái người chuyên nghiệp á và họ muốn làm việc trực tiếp bằng dòng lệnh như những cái máy server Unix hay là Linux thì truyền thống của nó vẫn sử dụng cái dòng lệnh hết. Đó, thì nó sẽ sử dụng theo kiểu này. Thì ở đây tôi giới thiệu cho mọi người để mà mọi người hiểu được là chúng ta có những cái chức năng như vậy trên cả hệ điều hành. Thì những người mà gọi là admin server, như quản trị server mà ở cấp độ level 2 level, nghĩa là level chuyên nghiệp, thì họ đa phần là họ sử dụng dòng lệnh chứ họ không sử dụng giao diện đồ họa. Nó có nhiều cái ưu việt hơn, là thứ nhất là nó nhanh hơn rồi, như chúng ta thấy nó làm rất là nhanh, chúng ta gõ dòng lệnh nó ra liền trong vòng vài giây. Rồi thứ hai là nó an toàn bảo mật hơn, tại vì khi mà chúng ta sử dụng ứng dụng đồ họa, có nghĩa là chúng ta phải có cái phần mềm đó, chúng ta phải cài đặt trên cái hệ điều hành. Thì như vậy á, là thứ nhất là nó chiếm dung lượng trên cái hệ điều hành rồi, trên máy của mình rồi. Và thứ hai nữa là
mình cũng chưa biết được là cái phần mềm đó nó có lỗ hổng hay không, lỗ hổng gọi là lỗ hổng bảo mật đó. Thì tại vì nó đóng gói và do là cái bên phát triển người ta làm cho nên là mình không biết được. Còn nếu như mình trực tiếp có thể truy xuất các tài nguyên trên máy của mình thông qua các dòng lệnh thì dĩ nhiên là nó là mình phải hiểu rõ và mình biết là mình cần truy cập cái gì và không cần qua trung gian gì cả thì dĩ nhiên là mình sẽ yên tâm. Đó là cái điều mà tại sao chúng ta thấy là các người chuyên nghiệp hay chuyên gia thì họ sử dụng dòng lệnh. Rồi thì như vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ sử dụng cái dòng lệnh này như thế nào, làm sao chúng ta biết được các dòng lệnh này. Đấy. Thì ở đây tôi giới thiệu cho các bạn là có một cái website. Thì thực ra chúng ta lên Google chúng ta gõ thôi. Chúng ta gõ comment, comment là lệnh nè. Rồi của PowerShell là nó sẽ ra trang này. Nhưng mà tôi sẽ gửi cho các bạn cái video ở dưới video cái đường dẫn tới cái trang này để cho các bạn có thể dễ dàng tìm được. Còn nếu không á thì thật sự bây giờ kỹ năng tìm kiếm của chúng ta chắc là cũng phải ở một cái level nhất định rồi. Thì các bạn cứ thử search đi ha. Ví dụ như tôi đơn giản thì tôi thường hay sẽ search như thế này nha. Comment. Đấy, ví dụ như vậy, comment comments. Có thể chúng ta có HTML càng tốt đó, chính xác là cái cú pháp như vậy. Comment comments in PowerShell hay là Windows PowerShell thì các bạn Google rất là thông minh. Nó sẽ sử dụng một số cái từ khóa chính xác ha, từ khóa như là gọi keyword nè, comments PowerShell. Rồi thêm chữ comment nữa. Đó, đó là những cái từ khóa mà nó sẽ giúp chúng ta tìm được cái trang này. Nó rất là đơn giản thôi. Và bạn sẽ thấy là đây là những cái tên lệnh nè. Và đây mô tả cho cái tên lệnh đó. Hai cái tên cho tên đầy đủ, còn đây là cái ký hiệu. Và cái ký hiệu này là chúng ta dùng á. Đó, ví dụ như hồi nãy tôi dùng cái lệnh dir. Còn bây giờ giả sử như là tôi sẽ chuyển thư mục đi. Tôi muốn chuyển thư mục thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh cd ha. CD. Đây, lệnh chuyển thư mục. Thì đây nó có sử dụng những cái thuật ngữ mà chúng ta có thể là chưa quen thuộc lắm nhưng mà thật sự chúng ta dịch qua chúng ta sẽ hiểu được là nó thiết lập một cái current working location. Có nghĩa là nó cái con nháy mà bạn để đây nè. Nó gọi là current location, nghĩa là cái dấu nhắc cái vị trí hiện tại mà chúng ta đang ở. Đúng không? Là cái vị trí hiện tại, current location là như vậy. Thì nó set có nghĩa là nó thiết lập một cái vị trí hiện tại ở cái vị trí mà chúng ta chỉ định, a specified location. Đây thì rõ ràng là chúng ta hiểu là nó chuyển là chúng ta muốn di chuyển tới một cái thư mục nào đó. Tôi ví dụ như là bây giờ tôi muốn di chuyển đến cái thư mục ở đây tôi có cái thư mục gì ta, ở đây là trong tất cả cái thư mục và cái file trong cái ô tô. Ví dụ như tôi muốn di chuyển đến từ cái thư mục hiện hành này ha, tôi muốn vào trong cái thư mục music đi. Đây, ở đây có cái thư mục tên là music thì tôi sẽ dùng lệnh cd tôi move vào, tôi chuyển vào là music. Ở đây mình không cần phân biệt hoa thường. Đấy thì lúc này các bạn sẽ thấy cái đường dẫn ha, đây gọi là đường dẫn nè, path, tiếng thuật ngữ gọi là path. Đây chữ path này đây là đường dẫn thì chúng ta đang bước vào trong cái thư mục music này. Thì bây giờ chúng ta mà gõ lệnh dir thì rõ ràng chúng ta thấy nó sẽ cho chúng ta cái hiển thị khác, tại vì trong cái thư mục music này nó có cái file gì thì nó sẽ thể hiện thì chúng ta cái những cái file bên trong của nó, đúng không ạ? Rồi thì rất là đơn giản như vậy. Và như vậy thì bây giờ chúng ta muốn di chuyển ra ngoài thư mục thì sao? Nãy là chúng ta di chuyển vào trong thư mục ha, nó đang ở trong cái thư mục đăng ph và trong thư mục đăng ph này nó có thư mục music thì chúng ta muốn vào trong thư mục music chúng ta dùng cd. Còn bây giờ chúng ta muốn ra ra thoát ra ngoài thì chúng ta đơn giản là chúng ta sử dụng là cd hai chấm. Lúc này hai chấm nó hiểu là thoát ra một cấp đó. Rồi các bạn nắm được cái này không? Thoát ra một cấp nè, có nghĩa là từ music nó thoát ra ngoài, nó nhảy ra một cấp lớn hơn, đó là đăng music. Và bây giờ nếu mà tôi muốn ra đến cái thư mục ổ c luôn thì sao? Thì chúng ta sẽ cd hai lần ha, thì là cd hai chấm, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái dấu thư mục nè. Đó, như vậy là chúng ta cho họ biết rằng, cho cái máy biết rằng là ta muốn nhảy ra hai cấp, hai cấp. Đó thì lúc này chúng ta nhảy ra được hai cấp rồi nè, là chúng ta ra được cái thư mục C. Ở đây bây giờ màn hình này nó đầy quá,
mình nhìn nó rối đúng không ạ? Thì mình sẽ sử dụng lệnh là clear, là mình xóa màn hình. À, xóa cái màn hình nãy giờ nó hiển thị đi. Đó, có nghĩa là mình làm mới lại cái màn hình, giống như mình xóa bảng vậy thôi, không có vấn đề hết. Rồi bây giờ mình có thể coi được cả nội dung file, ví dụ như trong cái lệnh này, ha, trong cái liệt kê bản mô tả những cái lệnh mà thông dụng của sale nó cho mình nè. Chúng ta có một cái lệnh là cart, thì cái này nó để xem cái nội dung của một cái file. Ok, vậy bây giờ chúng ta thử ha. Thì trong cái trong ổ C này của tôi á, tôi có một cái thư mục tên là demo và tôi có cái file là hello CVP. Thì các bạn biết là đây là cái file mở nguồn của ngôn ngữ C đúng không, ngôn ngữ lập trình C. Thì bây giờ tôi sẽ xem được cái nội dung nó không, thì chúng ta để đường dẫn ha. Thì từ ổ C này tôi sẽ dùng lệnh CD vào trong cái thư mục là demo, không cần phân biệt hoa thường nha. Rồi khi tôi vào rồi thì lúc này có nghĩa là tôi đang là cái thư mục làm việc của tôi là nằm trong cái thư mục là demo của ODC ha. Thì những cái câu lệnh á mà chúng ta thực hiện là nó sẽ thực hiện trong cái phạm vi của cái thư mục hiện hành, gọi là thư mục làm việc á, working directory hay là working folder. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh cat, và cái lệnh này chúng ta gọi đến cái file là hello.cpp. Thì chúng ta nhớ rõ ràng là trong cái thư mục này của chúng ta C demo này có cái file là hello.cpp đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta chuyên nghiệp hơn, không cần phải sử dụng cái Windows Explorer thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta sử dụng cái lệnh dir đúng không ạ? Cái lệnh dir này sẽ giúp cho chúng ta liệt kê những cái file, tên file và các thuộc tính, toàn bộ cái thông tin của file thư mục có trong cái thư mục demo này. Đấy, thì chúng ta làm như vậy nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Chúng ta thấy là có hai cái file, một tên là hello.cpp và cái file thứ hai là hello.exe đúng không ạ? À? Rồi thì bây giờ chúng ta muốn xem nội dung của file hello.cpp. Thì còn cái file hello.se nó là file mã máy thì chúng ta đâu có coi được, nó là cái file để thực thi thôi. Rồi thì chúng ta sẽ gõ đúng cái tên file đó, nhớ gõ đúng nha. Rồi xin lỗi, cái này là cat chứ không phải là get nhé. Đấy, thì sau đó chúng ta nhấn enter. À, chúng ta nhấn enter đó, thì lúc này rõ ràng là chúng ta thấy được nội dung của cái file này rất là đơn giản, đó là một cái chương trình ring hello chào. Các bạn có thể kiểm tra cái file đó có nó có chính xác như vậy hay không, thì chúng ta mở bằng notepad cũng được nha, đích chuột phải chọn bằng notepad cho nó nhanh ha. Đỡ mất công mở bằng cái đây, đây là nội dung của file đó đây các bạn. À, rõ ràng ha, nó rất là giống cái như cái PowerShell chúng ta sẽ hiện. Rồi thì tôi đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái thư mục mà chúng ta muốn, xin lỗi các bạn, tôi xin lỗi các bạn. Rồi tôi vừa hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sử dụng về cái Windows PowerShell. Thì tới bước này á, là chúng ta bắt đầu cái mục tiêu chính là chúng ta sẽ sử dụng Windows PowerShell để mà sử dụng cái ứng dụng Git đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta dùng ứng dụng Git á, chúng ta phải xác định cái thư mục nào chúng ta sẽ dùng ứng dụng Git đó. À, thì cái này rất là quan trọng. Ở đây á là tôi ví dụ ha, là tôi có một cái ổ D, ổ D. Và trong ổ D này á, tôi có cái thư mục là đăng, là tên của tôi, và có thư mục là catch. À, thì cái thư mục catch này, các bạn, là cái thư mục mà tôi muốn toàn bộ những cái file và các thư mục trong đây nó sẽ được Git quản lý. À, các bạn nắm ý ha, nó sẽ được Git quản lý. Thì chúng ta đã hiểu được cái công dụng, cái chức năng của Git rồi. Khi mà nó quản lý thì nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là trace, tracking, lần vết, chúng ta lấy lại những cái lịch sử trước đó chúng ta làm, mà chúng ta xem mà chúng ta đã chỉnh sửa những gì, có những gì thay đổi, và thậm chí là chúng ta sẽ đưa toàn bộ những cái version của các file hay là thư mục đó lên trên online,
lên trên online, ví dụ như GitHub hay là GitLab hay là Bitbucket, rất là tiện dụng và rất là an toàn. Thì như vậy chúng ta đối với cái việc này là đầu tiên chúng ta cần phải chọn một cái thư mục để cho chúng ta sử dụng cái Git. Rồi như vậy là bây giờ ý đồ là tôi sẽ chọn cái thư mục là cache trong thư mục đăng và nằm trong cái ổ D, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta để ý ha, giờ tôi clear màn hình nè để cho nó tránh rối. Rồi tôi sẽ bắt đầu di chuyển vào ổ D, thì dĩ nhiên là tôi sẽ ra một cái cấp thư mục nè. Rồi tôi vào ổ D đúng không? Rồi tôi sẽ vào đăng, rồi tôi sẽ vào cache. Đó, đây là cách vào đường dẫn. Tôi ghi là sai rồi. Ok, vậy thì chúng ta thử ra lại CD, chuyển qua thư mục D đã. Rồi, qua thư mục D rồi. Thì giờ chúng ta sẽ vào trong đăng seek cache. Thì chúng ta làm sao đảm bảo là chúng ta thực hiện được theo ý đồ ha. Nhớ là chúng ta sẽ sử dụng Windows PowerShell, là chúng ta bằng dùng hoàn toàn bằng dùng lệnh. Thì có một số cái lệnh cơ bản thôi các bạn, chúng ta không dùng cần phải dùng hết. Thì tôi có giới thiệu cho các bạn cái website liệt kê một số cái lệnh cơ bản đó rồi, thì các bạn cứ dựa trên đó mà các bạn thực hiện theo đúng yêu cầu của mình là được. Và trong cái quá trình các bạn theo cái chương trình này thì các bạn sẽ làm quen được một số cái lệnh cơ bản là dư sức để các bạn có thể làm việc với Git rồi, không cần phải quá là lo lắng đâu ha. Chúng ta cũng cũng không cần phải nhớ hết tất cả các lệnh cơ bản trong PowerShell, vì khi cần thì chúng ta tra cứu thôi. Cứ thoải mái. Rồi bây giờ tôi sẽ nãy bị cái sai đường dẫn gì ta. Rồi ok, chúng ta thử vào từng cái cho nó. Có lẽ là cú pháp viết nó bị sai gì đó, hoặc là từ gì nó sai. Catch, cái catch này nó không đúng. Để tôi xem lại. Hàng gì nó cứ báo lỗi. Cái chữ catch tôi viết sai rồi. Ok, hàng chi. Để tôi rename nó lại. Ở đây mình hoàn toàn có thể rename nó ở cái Windows PowerShell ha, nhưng mà tôi cũng không nhớ cái lệnh rename đâu, mất công tôi phải tra lại. Rồi ok, như vậy thì đúng là cái câu lệnh đầu tiên này là chúng ta hoàn toàn có thể làm được nha, nhưng mà do cái thư mục của tôi viết sai nên nó bị như thế. Ok, như vậy là chúng ta đã vào trong thư mục cache và tôi vừa clear cái màn hình cho nó nhìn nó đừng có bị rối nữa ha các bạn ha. Và các bạn cũng nên như vậy để tránh cái trường hợp là chúng ta là lập trình đã mệt mỏi quá rồi, đã đủ thứ việc rồi mà còn phải nhìn những cái thứ lộn xộn như vậy, thì chúng ta tự tạo ra cho chúng ta những cái điều gây khó khăn cho chúng ta mà thôi. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng một và chúng đầu tiên á, để mà sử dụng dịch vụ Git á, cho cái thư mục cache này, nhớ là mỗi một cái thư mục nó sẽ ánh xạ tới vào một cái dịch vụ Git mà chúng ta muốn tạo cho nó. Như vậy thì chúng ta muốn có nhiều thư mục sử dụng Git thì lúc này chúng ta sẽ đều sử dụng theo cách này. Và chúng ta nói cái thư mục gốc đó là cái thư mục root đi ha. Thư mục root là thư mục gốc của cái Git, gọi là thư mục mà nó sẽ chứa toàn bộ những cái tài nguyên là có cả thư mục trong đó, thì chúng ta gọi là thư mục con, và các file trong toàn bộ cái thư mục gốc đó cũng như là trong toàn bộ cái thư mục con đó, chúng ta muốn quản lý tất cả thì chúng ta sẽ đóng gói nó trong một cái thư mục gốc gọi là thư mục root ha, gọi là Git root đi. Như vậy cho chúng ta cảm thấy chữ root này là các bạn là thư mục gốc, được chưa? Rồi chúng ta tạm thời sử dụng cái thuật ngữ là Git root, là cái thư mục mà chúng ta muốn quản lý toàn bộ các file và các thư mục con trong cái thư mục root đó, để quản lý toàn bộ bằng dịch vụ của Git. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái dòng lệnh là Git init, đó là chúng ta bắt đầu khởi tạo cái Git trên cái thư mục root này. Thì sau khi mà khởi tạo như vậy, chúng ta gặp cái câu trả lời của Git như thế này,
thì là chúng ta yên tâm ha. Thì lúc này Git nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thư mục là chấm Git. Đây là một cái điều mà chúng ta nhận biết là cái thư mục của chúng ta đã được quản lý bởi dịch vụ Git rồi. Thì nếu mà nhìn trong Windows Explorer là chúng ta sẽ thấy ngay, nó sẽ xuất hiện một cái thư mục như thế này. Và thư mục này là ẩn ha, thư mục ẩn. Chúng ta có thể check xem. Đó, ẩn thì nó không hiển thị ở đây rồi. Được không? Nó không ẩn thì ở chỗ cái lệnh dir trong cái Windows Shell. Rồi, không sao hết, thì chúng ta biết là như vậy. Sau đó đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh này. Một trong những cái lệnh rất quan trọng mà chúng ta hay sử dụng đó là git in git started. Là chúng ta kiểm tra xem trạng thái của cái thư mục root của chúng ta nó đang như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy là nó cho chúng ta biết là những cái file này nó chưa có quản lý nè, untracked nghĩa là nó chưa có quản lý. Ở đây tôi dùng một cái từ nó khá gần gũi với các bạn hơn. Thì tại sao có cái chuyện này? Vì chúng ta biết rồi, Git là nó hỗ trợ chúng ta quản lý tất cả các file cũng như các folder trong cái môi trường làm việc của nó. Nếu như có sự thay đổi của file hay là folder thì nó sẽ ghi nhận thành một cái version và nó và lúc đó chúng ta phải có nhiệm vụ là gì? Đưa nó vào trong cái thư mục để nó quản lý. Và sau đó chúng ta có commit hay không? Có nghĩa là chúng ta có ghi nhận cái sự thay đổi này hay không? Thì tất cả những cái lần ghi nhận đó nó đều tạo thành một cái version. Và sau này nếu chúng ta muốn truy hồi lại, chúng ta muốn truy xuất lại những cái version trước đó thì hoàn toàn vẫn được, do bởi cái việc là chúng ta cho Git quản lý. Điều này rất là quan trọng. Như vậy thì bây giờ hiện tại á, là do cái file video này nè là thật sự là nó chưa có được Git quản lý. Chúng ta mới tạo Git ở trong cái thư mục cache này thôi. Và nó chưa hề quản lý file nào. Thì hiện tại nếu như mà chúng ta muốn cho nó quản lý những cái file, tất cả những cái file trong cái thư mục này á, trong thư mục cache này, thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh ha, đó là git, luôn luôn bắt đầu từ git ha, add, là chúng ta sẽ đưa đưa cái file ở đây, nó cũng có ghi chúng ta là dùng git add và tên file để đưa nó vào trong cái thư mục cho git quản lý. Thì ở đây nếu mà chúng ta muốn đưa tất cả những cái file gì trong thư mục root của mình á, là thư mục cache này nè, thì chúng ta dùng dấu chấm để đại diện. Còn nếu mà chúng ta muốn đưa cụ thể là file gì, tránh cái trường hợp là có một số file chúng ta không muốn cho git quản lý luôn thì chúng ta có thể dùng tên của cái file đó, ví dụ như tên của video này đó, các bạn thấy không? Được chưa? Đó là như vậy. Chúng ta thử cái này dài quá. Thôi dài quá thì cứ dấu chấm ở, tại vì hiện tại trong thư mục này chỉ có duy nhất cái file đó là mà. Rồi. Chúng ta nhấn Enter. Chờ ha. Tại vì cái file này nó to cho nên là cũng phải mất thời gian. Ok. Như vậy là chúng ta vừa mới add cái file này vào trong trong cái thư mục quản lý của Git. Cái chuyện mà nó quản lý như thế nào đó là cái cơ chế vận hành của nó. Còn chúng ta không cần quan tâm, tại vì ở đây nó sẽ không có biến đổi gì cả. Đó, chúng ta thấy trong thư mục này cũng không có biến đổi gì hết. Chỉ biết là Git bây giờ nó đã quản lý rồi. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại cái trạng thái nhé. Đó, thì lúc này các bạn thấy thay vì cái chỗ này nó màu đỏ và màu xanh, có nghĩa là bây giờ nó nói là cái thư mục này á là, xin lỗi các bạn, cái file MP4 này nè nó đã được theo dõi rồi nhưng chưa được commit nha. Nó cần phải thay đổi để mà commit. Commit có nghĩa là chúng ta xác nhận cái file này được hoàn tất nha, được hoàn tất và ghi nhận nó thành một cái version, được ghi nhận thành một cái version, có nghĩa là cái phiên bản để sau này chúng ta có thể lần ra hoặc là truy xuất lại, chúng ta có thể lấy lại được những cái phiên bản đó. Thì để mà commit á, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là git commit. Chúng ta ghi git commit. Ở đây á, thường commit thì chúng ta sẽ có cái ghi chú cho commit đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tham số là gạch ngang, gạch ngang chứ không phải gạch nối nha các bạn. M là message đó. Và chúng ta sẽ cho một cái dòng, cái chuỗi thì chúng ta sẽ nằm trong cái dấu hoặc kép, dấu nháy kép.
Thì ở đây ví dụ như chúng ta ghi là first commit chẳng hạn như vậy. Có nghĩa là chúng ta nhận biết là thường là cái việc mà commit nó sẽ liên quan tới cái chuyện là một cái milestone nào đó rất quan trọng. À, một cái milestone nào đó rất là quan trọng mà chúng ta muốn là phải ghi nhận cái milestone này. À, để sau này chúng ta dễ dàng có thể truy vết ra được à cái milestone đó chúng ta làm những cái gì, có gì khác so với lại những cái phiên bản sau hoặc là phiên bản trước đó. Nó rất là quan trọng như vậy. Rồi. Thì thường sau những cái phần mà chúng ta add nó vào, có nghĩa là cho nó cho cái git nó quản lý rồi á, là chúng ta dùng cái câu lệnh add ha. Đó, thì chúng ta sẽ thực hiện cái commit luôn. Còn còn có những trường hợp khác đặc biệt thì tùy theo tình huống và các bạn sử dụng nhiều thì các bạn sẽ có kinh nghiệm thôi. Rồi, ở đây tôi sẽ nhấn enter để cho nó thực hiện. Rồi như các bạn thấy là nó đã ghi nhận cái commit này rồi ha. Thì lúc này chúng ta thử tiếp tục xem cái trạng thái của nó sẽ ghi như thế nào. Status. Được chưa? Đó, thì lúc này nó mà ghi như thế này nè là cái nhánh master, cái nhánh chính của mình á, tại git nó có thể tạo cho nhiều nhánh thì cái lý thuyết về git á thì nó rất là nhiều. Ở đây chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ có quan tâm tới cái việc sử dụng cái git nó như thế nào cho cái việc mà quản lý file của mình thôi, chứ chúng ta không đặt nặng vấn đề là chúng ta là một cái người sử dụng chuyên nghiệp về git để mà quản lý mã nguồn, quản lý cho đội nhóm nha. Thì cái đó nếu như mà các bạn nào mà quan tâm á, thì các bạn nên tìm hiểu sâu hơn. Thì git nó là cái dạng mã nguồn mở mà, nó là cái tổ chức mã nguồn mở và có những cái documentation, có nghĩa là cái tài liệu cũng như các video hướng dẫn chuyên sâu của nó trên internet rất là nhiều, thì các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn. Còn ở đây tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng một cách gọi là rất là cơ bản để mà chúng ta làm được cái việc mà chúng ta thường ngày của chúng ta thôi. Đó, đó là chúng ta cần chú ý điều đó. Rồi thì tới đây là chúng ta đã làm được cái việc là cho cái git nó quản lý toàn bộ cái thư mục catch là cái thư mục mà chúng ta muốn nó quản lý ha. Thì bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem thêm một vài cái điều rất là thú vị khi mà chúng ta cho git nó quản lý nè. Đầu tiên là chúng ta có thể tạo thêm file. Chúng ta có thể tạo thêm file. Ví dụ như là ở đây á, tôi sẽ tạo một cái file. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái file C đi ha. Đây, chương trình C của chúng ta đây. Chúng ta sẽ tạo một cái file. Ok. Include stdio.ms. Rồi. Chúng ta sẽ gọi mình chương trình rất là đơn giản này ha, rin ra. Ok, hello everyone, ví dụ vậy. Rồi mình sẽ lưu cái file này vào trong cái thư mục mà mình đã cho git nó quản lý, thư mục cache nè. Rồi mình sẽ cho nó lưu vào trong đây. Ok chưa? Rồi mình sẽ ghi nó là cái hello đi ha. Rồi rồi rất là ok rồi đó. Xong thì khi mà mình lưu nó rồi đó thì các bạn sẽ thấy là nó nằm một cái file mới, nó sẽ nằm trong cái thư mục cache này, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ mình clear cái màn hình này cho nó đỡ rối nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểm tra trạng thái của git nè. Git status. Ok, thì lúc này bạn thấy rõ ràng á là cái file hello này nó mới được tạo, đúng không ạ? Và khi mà nó mới được tạo như vậy á thì cái git này nó nhận thấy nó chưa có quản lý cái file này. Đó, thì trước đó mình thấy là
cái file mà MP4 của mình á nó cũng bị thông báo như thế này. Đó, thì bây giờ chúng ta muốn đưa nó cho Git quản lý thì chúng ta chỉ có việc là chúng ta gọi Git Git gì à? Git add. Rồi nếu mà chúng ta lười thì chúng ta cứ chọn dấu chấm. Nhưng mà cái dấu chấm này á thì chúng ta để ý là nó sẽ, nếu như chúng ta có nhiều cái file mà nó chưa có quản lý thì nó sẽ gọi là quản lý tất cả luôn ha, cái lệnh add này nó sẽ ảnh hưởng tất cả những cái file đó. Còn nếu mà chúng ta muốn chỉ định đúng một file nào á thì chúng ta ghi rõ. Đó, ví dụ như bây giờ cái file này hello này nó dễ nên tôi ghi rõ cho nó dễ, chứ còn cái file hồi nãy cái file 24 nó dài quá ha. Rồi ok mình nhấn enter. Đó, như vậy là đưa vào nè. Thì chúng ta kiểm tra cái status tiếp nha. Đó. Thì mỗi lần đưa như vậy á thì nó ghi rất là rõ nè. Những cái thay đổi này đã được ghi nhận. Rồi. Thì nó ghi nhận rồi nhưng mà chúng ta chưa có commit đâu nha. À, thì bây giờ chúng ta muốn commit, chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh commit. Nhưng mà có một số điều như thế này, cái commit đó là các bạn để ý á, thường á là nó sẽ gom nhóm lại nhiều cái file hay là nhiều cái công việc á, gom nhóm lại để tạo ra một cái cột mốc lớn. Còn nếu như cái file nào mà cứ mới mà chúng ta cứ commit như vậy á thì cũng tùy theo tình 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 huống nữa. Ví dụ như có một cái file hello này là một cái cục bóng lớn thì chúng ta commit. Còn nếu như mà nó không phải là như vậy á thì chúng ta đợi khi nào mà chúng ta tổng hợp lại toàn bộ những cái công việc mà nó cấu tạo thành một cái cột mốc lớn thì chúng ta commit một lần để chúng ta nhận biết rằng cái cột mốc đó nó có những cái công việc gì. Thì dĩ nhiên nó sẽ rất là theo cái plan, có nghĩa là theo cái kế hoạch mà chúng ta đã tổ chức, thì cái này nó là thực thi theo thôi, đúng không ạ? Rồi tôi ví dụ nha, trong trường hợp này á là mình tạo ra một cái file CVB, thì ở đây tôi muốn tạo thêm một cái thư viện, được chưa? Ví dụ như tạo một cái thư viện thì tôi đặt tên nó là library. Đó. Rồi trong cái library này á là tôi muốn tạo một cái web đi, đơn giản ha. Tôi bắt tắt bớt, xin lỗi nha, tôi tắt bớt chương trình đi ha. Tôi sẽ sử dụng cái là Visual Studio đây. Đấy, Visual Studio Code đây. Tôi sẽ tạo ra một cái trang tài liệu HTML tôi lưu trong này. Ví dụ như vậy. Rồi. Thì cái mục tiêu là bây giờ mình tạo new file thôi. Ok. Rất là đơn giản thì HTML đúng không ạ? Đó, tôi sẽ sử dụng HTML. Rồi. Mình sẽ sử dụng Doctype đó. Nhanh chóng gọn gàng ha. HTML luôn. Ok. Rồi body. Heading. Là H1 nghĩa là document presentation for hello CVP. Đó, ví dụ như vậy. Thì đây ý nghĩa là cái gì? Tôi nói một cái ý nghĩa nó tương đối là thực tế và đơn giản một chút để cho các bạn nắm được cái ý khi mà chúng ta thực hiện cái commit nó nên theo những cái quy tắc như vậy. Đây mình có thể đặt tên là documentation. Xin lỗi. Rồi. Thì chúng ta có cái gì đây? Chúng ta mới có một cái thay đổi lớn ở điểm là trong cái thư mục catch này của mình á thì chúng ta tạo ra một cái ứng dụng. Ví dụ Hello là một ứng dụng ha, ứng dụng rất là hành tráng đi và ý nghĩa. Dĩ nhiên là trong thực tế bây giờ mình mới có con dòng lệnh thôi. Và chúng ta muốn cái ứng dụng thường thường nó sẽ có cái phần mô tả ứng dụng như là hướng dẫn sử dụng nữa ha. Thì documentation này có thể hiểu là guide đi ha. Guide nghĩa là cái hướng dẫn sử dụng. Thì có phải ở đây nguyên cái này nó là một cái cột mốc lớn không? Và lúc này chúng ta tạo cùng chung nó thành một bộ rồi. Nghĩa là nó cùng đồng hành song hành với nhau trong thời điểm đó. Thì chúng ta sẽ
sẽ commit một lần. Chúng ta xem nó là một cái cột mốc lớn để sau này chúng ta dễ dàng quản lý thôi. Đó thì lúc này chúng ta thấy nè, trong git của chúng ta đó, thì chúng ta tiếp tục coi cái status nha. Đó, cái status của chúng ta hiện nay á, là cái có một cái là nó thư mục này nè, nó chưa có được quản lý bởi git đúng không ạ? Unchecked. Còn cái này là nó chưa được commit. Đó, chúng ta nhìn những cái dòng lệnh này chúng ta thấy là chúng ta những cái thông báo này, những cái dòng message này nè, thì chúng ta biết ngay cái ý của cái git nó đang nói gì. Thì trước tiên á, để mà commit chung với nhau thì chúng ta phải đưa cái toàn bộ cái thư mục library này, nghĩa là gồm có thư mục con cũng như là cái file mà trong library nó đang có đó, thì chúng ta phải sử dụng cái lệnh gì ạ? Lệnh add đúng không ạ? Thì lười quá chúng ta cứ chọn là dấu chấm, tại vì chúng ta luôn luôn muốn đảm bảo là tất cả những cái file và thư mục trong cái thư mục root của mình đó, là thư mục cache của mình đó, được git đang quản lý, thì nó sẽ quản lý tất cả ha, nó không chừa cái file nào hết. Đó là như vậy, chúng ta cứ chọn add. Rồi sau này bây giờ thì chúng ta sẽ theo dõi cái status đó, thì rõ ràng lúc này á là nó không còn cái file nào mà không được không được track ha, không được theo dõi cả, mà bây giờ là chỉ có gì chưa được commit thôi. Thì hiện tại là có hai cái file mà chưa commit nè, commit thì nó liên quan tới file chứ không phải là thư mục nữa. Đấy thì chúng ta thấy là có hai cái file này chưa được commit, nó ghi chữ new file ha, và nó cần commit đó, nó kêu là unstaged cần phải nếu mà chúng ta commit nó thì nó sẽ đưa vào trạng thái stage, nghĩa là trạng thái ghi nhận. Thì lúc này chúng ta sử dụng lệnh gì để ghi nhận ta? Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng là commit. Thì bây giờ chúng ta có phải là tạo ra một cái cột mốc mới đúng không? Chúng ta nên ghi nhận nó là một cái message gì đó mà chúng ta cảm thấy là chúng ta nó ánh xạ, nó liên kết tới lại cái tổ chức, cái kế hoạch của mình đối với lại cái công việc này ha. Thì ví dụ như là chúng ta ghi là milestone, first milestone, tôi ví dụ thôi nha, for release, for new app. Đó, ví dụ vậy, tôi ghi vậy vậy thôi để sau này tôi nhìn vào tôi biết là cái commit này của mình nó có gồm những cái gì, nó gồm những cái gì, tôi đã làm gì với cái milestone đó đó, và chúng ta đã đồng thời commit cùng một cái milestone như vậy thì nó sẽ đi đồng bộ với nhau. Cái milestone này nó sẽ gồm có hai cái file này, là cái hai cái file mình đang muốn ghi nhận nó là một cái cột mốc nha. Chúng ta enter. Rồi. Như vậy là nó đã ghi thành công vào trong cái nhánh chính đó, nhánh master này, là hai cái file và thay đổi. Được chưa? Và chúng ta có thể kiểm tra xem lại là bây giờ cái git của mình nó trạng thái như thế nào đây. Nếu mà nó ghi như vậy là tất cả mọi thứ đều đã được ghi nhận hết rồi, không có một cái gì, hiện tại là chưa có gì thay đổi trong cái thư mục của mình, cái mục root của mình cả. Thì đây là cái mà chúng ta muốn git nó quản lý những cái thay đổi của mình, những cái thay đổi trong cái thư mục mà chúng ta muốn git nó quản lý ha. Thì ở đây tôi sẽ ví dụ thêm cho các bạn về cái việc là khi mà chúng ta thay đổi đi, chúng ta thay đổi nội dung của file, ví dụ như trong cái file HTML này mình có thay đổi nội dung thì sao? Ví dụ như chúng ta thêm một cái paragraph là introduction này đó, ví dụ như vậy. Rồi, chúng ta thêm một ít thôi, chúng ta nhìn thôi, chủ yếu là chúng ta quan sát cái git này nó hoạt động ra như thế nào. Sao lại ok rồi, khi xem lại như vậy á là chúng ta sẽ biết rằng cái git nó có ghi nhận cái thấy nó có nhận thấy cái việc thay đổi hay không nha. Chúng ta sẽ chọn là git status đúng không ạ, chúng ta xem cái trạng thái của thư mục của mình á, thư mục mà git nó quản lý nó có thấy ghi nhận thay đổi hay không.
rõ ràng nó nhìn thấy rồi nè, nó thấy là có cái sự thay đổi chứ không phải là new nữa nha, vì cái file đó đã tồn tại rồi. Thì nó kêu là cái file này đang bị thay đổi đó, mình có muốn đưa vào trong cái trạng thái để cho Git nó quản lý hay không. À thì cái này bạn để ý nè, lúc này chúng ta cũng phải sử dụng cái git add đúng không, git add để mà update lại cái việc mà git nó sẽ đưa cái file mà chúng ta mới thay đổi á, vào trong cái thư mục để nó xử lý trước khi mà nó commit. Và sau khi nếu mà chúng ta quyết định là chúng ta sẽ commit à, thì chúng ta sẽ sử dụng cái git commit. Đó là như vậy. Còn nếu như mà chúng ta muốn bỏ cái sự thay đổi đó, à bỏ cái sự thay đổi có nghĩa là nói cho Git rằng không, tôi không muốn ghi nhận cái sự thay đổi này và trả lại cho tôi cái trạng thái trước đó, được không, trả lại cho tôi cái trạng thái trước đó, thì chúng ta sử dụng là cái git restore. Đó, nó kêu là discard changes in working directory, có nghĩa là lại bỏ những cái thay đổi. Thì lúc này Git nó sẽ gọi là pull back lại, nghĩa là nó quay lại cái trạng thái trước khi mà chúng ta thay đổi. Đó. Và nó sẽ không quan tâm, coi như là chúng ta chưa làm gì luôn, chưa làm gì thay đổi cả. Thì bây giờ chúng ta thử trước đi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là git restore, chúng ta thử cái việc là chúng ta lại bỏ thay đổi như thế nào. Đó. Thì giờ ở đây chúng ta sẽ ghi là git restore cái file này, copy được mà. Thì tôi chưa thử cái vụ copy này, mình thử copy được không, được luôn. Rồi mình vậy mình phải ghi cho đúng thôi, đừng viết sai rồi mất công rồi chúng ta cứ nghĩ là không được, lại cào cào lên nữa là khổ. Rồi ok, thì bây giờ là nó đã thực hiện, nó không báo gì hết là nghĩa là nó thực hiện rồi ha. Thì bây giờ mình thử xem nha, không đó chúng ta dùng cái lệnh status là chúng ta thấy là bây giờ nó về trạng thái bình thường. Như vậy thì bây giờ chúng ta xem coi cái sự thay đổi coi. Ồ, quay lại mã nguồn là chúng ta thấy mất luôn cái dòng lệnh mà tôi mới tạo, là cái thẻ paragraph đúng không, cái dòng mà tôi mới tạo đó, đó là cái gì đó introduction đó. Như vậy chúng ta thấy là cái git nó can thiệp vào trong cả nội dung file, cả tất cả những cái gì mà nó quản lý là nó sẽ can thiệp đó. Các bạn thấy được cái sự lợi hại của git là như vậy, có nghĩa là trong trường hợp này đó, chúng ta đã thay đổi cái gì đó trong cái file trong cái lần mà sau khi mà chúng ta commit trước đó, thì bây giờ chúng ta thấy là những cái đó chúng ta không muốn lưu giữ lại, thì chúng ta cũng thấy là nó chúng ta làm cái gì đó sai sót, chúng ta không biết là chúng ta đã làm những gì mà chúng ta muốn quay lại cái trạng thái trước đó, cái commit trước đó. Thì chúng ta chỉ cần đơn giản chúng ta sử dụng cái lệnh restore đó là xong. Thì lúc này Git nó quay lại trạng thái là quản lý bình thường, nó cũng sẽ không báo nữa đó, như chúng ta thấy là nó sẽ không báo là có cái gì mới lại, dĩ nhiên rồi nó đã trả lại trạng thái trước đó rồi. Đó. Còn cái trường hợp mà quay lại là cái trường hợp mà chúng ta muốn ghi nhận thì sao? Đó, introduction. Rồi. Sao lại nha, tôi bấm nhất sale nè. Tôi bấm Ctrl S á. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta lại xem này nè. Quay lại cái status này. Lúc nãy đó mình ở git status rồi ha, là nó không có gì hết. Bây giờ nè, coi lại. Dĩ nhiên là nó sẽ là quay lại giống cái này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng, bây giờ trường hợp là chúng ta muốn cái file này nó vừa thay đổi đó, cái file chúng ta vừa thay đổi đó, documentation đó, nó được ghi nhận trong git, git phải ghi nhận nó, thì chúng ta phải làm hai việc. Thì như nãy giờ chúng ta đã làm thôi, git add đúng không ạ? Rồi cứ dấu chấm đi ha, như tôi đã giải thích kỹ cái dấu chấm này rồi. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta xem cái status của nó cũng như thường là nó cũng nói là bây giờ đưa vào trong cái thư mục working directory của Git rồi đó, nghĩa là nó bắt đầu nó đã theo dõi đúng không, nó cho thấy là có trạng thái thay đổi rồi đó. Thì bây giờ có muốn commit không, muốn commit thì chúng ta phải sử dụng cái lệnh commit. Còn nếu muốn thoát ra khỏi cái chế độ theo dõi, chế độ ghi nhận á, của Git thì sử dụng Git Restore. Thì khi mà sử dụng Git Restore này, nó sẽ quay lại cái trạng thái giống như thế này, nghĩa là mình không đưa cái việc thay đổi vào trong Git quản lý. À, đó là như vậy.
Thì ở đây nếu mà chúng ta muốn là Git nó ghi nhận, có nghĩa là tương ứng với là một cái semitone mới á, à, một cái cục bộ mới, một cái version mới cho cái Git nó muốn cho cái Git nó quản lý á. Thì cái version mới là cái Git nó sẽ là quản lý ở hiện tại mới nhất á, là Git nó sẽ gọi là ưu tiên cho cái lần commit mới nhất, có nghĩa là nó sẽ dựa trên nó để xem xét cái sự thay đổi sau này đó. Thì chính vì vậy là chúng ta muốn rằng cái những cái thay đổi này nó được cập nhật mới nhất, đúng không? Thì chúng ta sử dụng git commit đó. Thì ở đây chúng ta có thể có một cái message nhỏ đây, cái này á là chúng ta ghi là change hay là update đi ha, update source HTML access source document đó, ví dụ như vậy để sau này chúng ta dễ nhận biết thôi. Sorry, cái lệnh này bị sai. Đây thì mới đúng này đấy đó. Thì bây giờ chúng ta đã commit xong rồi ha, thì chúng ta xem cái git status là nó mà ra như thế này, nghĩa là bây giờ cái git của chúng ta đã theo dõi và ghi nhận tất cả rồi và hiện tại đang là cập nhật mới nhất đó. Thì như vậy là chúng ta đã yên tâm toàn bộ cái thư mục git root của mình đã được git quản lý và mới nhất ha. Những gì chúng ta đã lập kế hoạch ra là đang được git nó quản lý một cách an toàn. Thì trong video sau á chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để mà cho git này nó tự động nó đưa toàn bộ những cái việc mà nó quản lý á lên trên kho của nó, kho online. Thì kho online chúng ta có nhiều cái nguồn là GitHub hoặc là Bitbucket hoặc là GitLab đó, đó là những cái kho online rất là nổi tiếng và phổ dụng trên thế giới hiện đại. Thì khi mà chúng ta làm được cái việc đó đó thì chúng ta thấy rằng lỡ như cái máy local của mình có vấn đề gì, ví dụ như tôi nói đơn giản thôi, rõ ràng là cái toàn bộ những cái gì chúng ta đang làm á là nó nằm trong cái ổ cứng của mình ha, những cái gì mà chúng ta đang lưu trữ thì nó nằm ổ cứng, lỡ như ổ cứng của chúng ta không may mà nó có chuyện gì xảy ra thì chúng ta mất hết rồi, chúng ta đâu còn gì nữa đó. Dù cho có Git thì cũng vậy thôi, Git nó cũng đang nằm ở trong cái máy mình mà, nhưng mà việc mà chúng ta sử dụng cái kho online, kho trực tuyến của Git á, thì cái Git này nó mỗi lần mà chúng ta làm xong những cái gì mà cảm thấy là kết thúc một cái công việc gì đó mà nó nhiều nhiều rồi đó ha, nó đủ lớn ha, có ý nghĩa nè, thì và dĩ nhiên là chúng ta phải commit rồi ha, thì chúng ta đưa cái bảo là Git bây giờ hãy đưa nó lên Git Cloud, chúng ta gọi là Git Cloud, có nghĩa là toàn bộ cái thư mục Git đang được quản lý ở máy local của mình, gọi là Git root đó. Thì chúng ta sẽ đưa toàn bộ nó lên trên kho dự trữ online mà một số các tổ chức lớn như là GitHub, GitLab hay là Bitbucket họ đảm bảo là sẽ không có chuyện là chúng ta bị mất cái dữ liệu đó, mất những cái dữ liệu mà chúng ta đã đưa lên cho họ. Và nếu như mà ổ cứng của chúng ta có vấn đề gì hay là máy tính của chúng ta có vấn đề gì á thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể khôi phục lại được toàn bộ những cái gì mà chúng ta đã đưa lên Git Cloud để mà chúng ta tiếp tục làm việc không bị ảnh hưởng, không bị ngắt 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 giai đoạn. Và nếu như mà chúng ta làm việc nhóm với nhau á, có nghĩa là nhiều người cùng làm việc, thì từ cái Git Cloud đó, cái kho gọi là kho dự trữ Git đó, thì nhiều người có thể lên lấy về cùng làm việc và thậm chí là làm việc cùng nhau, có nghĩa là chúng ta có thể mỗi người làm trên nhiều file và cùng cùng đưa lên Git Cloud đó, và nó sẽ đảm bảo được cái việc là đồng bộ ha. Thì cái này là trong cái phần mà lý thuyết của Git thì mình đã có đề cập tới một số cái điều là ưu điểm và đặc điểm của cái dịch vụ Git này, thì chúng ta có thể xem lại cái video đó để mà nắm rõ vấn đề này. Như vậy thì video sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta đưa từ Git local, có nghĩa là cái thư mục Git cục bộ của mình lên trong cái thư mục
lên trên thư mục GitCloud, nghĩa là được lưu trữ trên Internet. Rồi, xin cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại.